Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Potion đây. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần, mình sẽ đi chợ và nấu món cánh gà chiên nước mắm. Ở đây là chợ trung tâm, không phải trung tâm mà là chợ local. Thì mình sẽ đi mua cánh gà và có thể là đùi gà luôn mà nấu món cánh gà chiên nước mắm. Các bạn hãy chờ đợi video của mình nha. Thì đây chính là cái khu vực vào cái quầy thịt gà ở cái chợ local mà mình vừa đề cập. Thì đây các bạn có thể thấy đó là chữ Halal. Halal đó là dành cho những người đạo Hồi, người ta sẽ không ăn được thịt heo. Đó, đây là thịt gà. Và đây là những người đạo Hồi, người ta sẽ đợi để mua thịt gà. Đây các bạn sẽ thấy chữ rõ, người ta ghi đó là Halal luôn. Đây. Đây cũng là, nói chung đây rất là có nhiều quầy bán thịt gà và mình sẽ chọn một quầy và mình sẽ mua trong này. Chắc là mình chọn quầy này quá. Đây có cánh gà, đùi gà. Hiện tại thì mình đang ở trong siêu thị. Thì mình vừa mới mua rau xà lách. Tại vì ăn món gà thì mình phải dùng với chung rau xà lách thì nó mới đỡ được cái sự ngán đi. Thì mình mua ở đây 1 ký là 4 ringgit, nó khoảng tầm 23.000 Việt Nam. Không biết là bên giá Việt Nam thế nào, chứ đây khoảng tầm 23.000 Việt Nam đối với rau xà lách. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người về nguyên liệu làm món cánh gà chiên nước mắm. Đầu tiên đó là phải có gà, đây là cánh gà. Thứ hai á, đó là phải có dầu ăn. Tại vì không có dầu ăn thì sao mà chiên được. Tiếp theo đó là chính là nước mắm. Đây chính là nước mắm Nam Ngư. Thì ở bên Malaysia người ta cũng có bán nước mắm của Việt Nam, nhưng mà của Việt Nam hay không thì mình không biết. Mình cứ mua thì thấy có thì mua thôi. Tiếp theo đó là đường. Đường, chứ Malaysia không à. Đường. Và cuối cùng đó là tỏi. Đó là những nguyên liệu cần thiết để làm món cánh gà chiên nước mắm. Tuy nhiên á, thì các bạn có thể thêm một số thành phần sau đây nữa. Đầu tiên là bơ. Tiếp theo đó chính là hành tím. Nữa là tiêu, mật ong và một ít, đây là ớt bột. Thực chất đây là của Domino. Tại Domino nó có bột khô á, ớt khô á, thì mình sẽ dùng để mà kiểu như thêm một tí, gọi là cho có vị cay chút xíu thôi. Với một cái nữa là rau xà lách. Thì rau xà lách thì ăn sẽ kèm với món này, để biết tại sao không? Tại vì nếu ăn không á sẽ rất là ngán, cho nên là mình sẽ ăn với rau cho nó giảm mức độ ngán đi, mình sẽ cảm thấy nó ngon hơn. Đó là những cái thứ cần thiết. Tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa. Anh và tôi thật ra mãi mê nhìn lén nhau và không một ai nói nên câu rằng người tôi đang nhớ anh và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích. Và mình sẽ chiên qua cánh gà. Tại vì đây là nguyên liệu chính để làm cái món cánh gà chiên nước mắm này. Thì đây chính là nước mắm. Thì đầu tiên nó mình sẽ cho vào một cái tô. Mình sẽ tùy vào cái hàm lượng của mình đó nha. Tại vì nếu mà làm nước mắm không á, nó sẽ rất là mặn. Cho nên là thường thì lát nữa mình sẽ cho một tí nước nữa. Nhưng mà tùy các bạn, nếu ai ăn mặn thì các bạn có thể để nước mắm không. Tiếp theo là đường. Thì các bạn có thể là cho chút nào. Tiếp theo là mình sẽ cho một số nguyên vị khác, ví dụ mình cũng đã chuẩn bị sẵn bơ, miếng bơ các bạn luôn. Rồi tiêu. Thật là ít
mật ong nó chẳng hạn. Nói chung là mình hay cho các nguyên liệu tầm phào mà có cái gì mình có đó thôi. Tiếp theo đó là ớt bột, đây chính là từ Domino nhưng mà mình sẽ cho ớt bột vào luôn. Đó. Còn mình cũng đã chuẩn bị hành tím, các bạn có thể cho cũng được, cho luôn, cứ thử đi. Đó, sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách làm chính của cái cánh gà chiên nước mắm. Mình cho một tí dầu thôi, cho một tí thôi nha các bạn. Tại vì cái này chỉ là để làm tỏi cho nó vàng thôi. Đó. Khi mà dầu nóng rồi mình sẽ cho tỏi vào. Và mình sẽ đảo qua đến khi mà tỏi vàng. Wow, giờ nó mới bắt đầu thơm nè. Đó. Mình sẽ đảo qua một chút. Sau khi mà tỏi vàng á, thì mình sẽ bắt đầu cho nước mắm vào. Là cái nước mà nãy mình có làm rồi các bạn. Nhìn nó hơi nó miếc xíu nhưng mà cũng không sao, do nó có bơ á. Đó. Rồi, bây giờ nói chung là cũng vừa vừa thôi. Mình sẽ cho nước mắm vào. Sau đó mình sẽ cho gà, đợi nó sôi rồi mình sẽ cho. Sau khi mà đang sôi á, thì mình sẽ cho cánh gà vào. Đấy. Từ lâu đã thích anh rồi. Sau một thời gian các bạn thì cái nước của nó sẽ quện lại và nó sẽ thấm vào cái miếng thịt gà của mình. Thì bây giờ là mình có thể là bắt ra dĩa là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thịt gà ra dĩa. Vâng, và đây là xong. Vâng, như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái món cánh gà chiên nước mắm rồi các bạn ơi. Thì đây chính là cái thành quả của mình nè. Đó, rất là đã luôn. Vâng, thì mình sẽ cho các bạn thấy một cái miếng. Đây là một cái miếng thịt. Trời ơi, thì đối với yêu cầu đó là gì? Tiêu nè, tỏi nè, ớt nè, nó cùng ngấm vào trên cái da thịt gà của mình luôn. Thì nó sẽ rất khá là ngon. Thì món này mình sẽ ăn kèm với lại rau xà lách, như rau cải gì đó. Nhưng mà bây giờ mình chưa có bóc ra cho nên lát nữa rồi mình sẽ ăn sau. Thì hy vọng là các bạn sẽ tập làm món này hoặc là theo một cái hướng nào đó, không phải theo cách của mình cũng được. Tại vì có rất là nhiều cách làm, nhưng có thể tham khảo cách của mình. Thì hy vọng là sẽ cùng đồng hành với các bạn trong các clip lần sau. Bye bye.